này chúng ta lại quay trở lại với Unit 7 on Cultural Diversity. Và kỹ năng đầu tiên cô sẽ giới thiệu ngày hôm nay chính là Reading, kỹ năng đọc đúng không nào? Và ở đây chúng ta sẽ đọc về chủ đề Superstition in Vietnam, chủ đề về mê tín ở Việt Nam. Vậy thì khi mà nghĩ đến mê tín thì các em sẽ thường nghĩ đến những hoạt động như thế nào nhỉ? Vậy thì đầu tiên cô sẽ cho các em xem một cái bức ảnh. Và đây chính là bàn thờ tổ tiên, rất là hình ảnh rất là quen thuộc ở Việt Nam đúng không? Vậy thì câu hỏi ra là người Việt Nam thì có mê tín không? Các em thử trả lời cho cô những câu hỏi sau nhé. Ở đây các em có những cái hoạt động, hành động từ 1 đến 5. Và các em thử từ bản thân mình suy ra xem thử là các em có thực hiện bao nhiêu hoạt động trong cái list của cô đưa ra. Ví dụ như là before doing something important, I always choose a favorable time for it. Như vậy là trước khi làm một công việc gì quan trọng thì em thường chọn một cái thời điểm phải lựa chọn rất là kỹ cái thời điểm thích hợp cho nó. Hoặc là I never visit people's homes on the first day of New Year unless they invite me. Tôi không bao giờ đến nhà của người khác vào cái ngày đầu tiên của năm mới nếu như mà trừ khi là họ mời tôi. Maybe for me it's a yes. Yeah. Với cô thì có thể là đúng đấy. I never sweep the floor during the first 3 days of the year or the New Year. Tôi không bao giờ quét nhà vào trong 3 ngày đầu tiên của đầu năm mới. Em có như vậy không nhỉ? Và number 4, when I set out for an examination, I always try to avoid crossing the path of agreement. Như vậy thì khi mà chúng ta chuẩn bị làm bài kiểm tra thì chúng ta sẽ tránh gặp những phụ nữ chẳng hạn. Number 5, on important days throughout the year, I always lay food on the altar for my ancestors because I believe they will enjoy the meal with my family. Vậy thì trong những cái ngày quan trọng của năm thì tôi sẽ đặt những cái thức ăn ở trên bàn thờ đúng không nào, cho những cái người tổ tiên của mình, cho ông bà của mình, bởi vì là tôi tin rằng họ có thể là sẽ thưởng thức cái bữa ăn cùng gia đình của tôi. Vậy thì các em thử nghĩ xem thử các em tin vào bao nhiêu cái câu ở trong cái này. Và chúng ta sẽ thử đến với bài đọc của chúng ta liên quan đến chủ đề mê tín ở Việt Nam nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ thử sử dụng kỹ năng scanning như cô đã trình bày rất nhiều clip rồi. Đó là đọc thật nhanh và bắt được cái từ khóa cũng như là chỉ ra cho cô những cái câu topic sentence, những cái câu chủ chính của cái bài này để nổi bật lên được cái nội dung chính của bài này. Và sau đấy thì các em sẽ trả lời cho cô, đọc qua cho cô những cái câu hỏi, cái chân những cái từ quan trọng để nắm được cái câu hỏi đấy. Và sau đấy lại sử dụng kỹ năng skimming để có thể là khoanh vùng cái đoạn câu hỏi và tìm ra đáp án đúng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng lướt qua. Ở đây chúng ta có 4 câu hỏi và hãy đọc bài đọc ở trang 19 nhé. Yeah, và cô tin là các em đã có câu trả lời riêng của riêng mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử cùng cô phân tích các cái đáp án sau. Ở đây cô có câu 1, đáp án sẽ là C. Superstitions are part of life for the majority of Vietnamese people. Khi mà cô hỏi là cái điều gì đúng về cái cộng đồng người Việt Nam đúng không nào? Vậy thì câu này chúng ta có thể đọc tìm thấy ngay ở ngay đoạn 1. Các em có thể thấy câu đầu tiên, an important part of life for many people in Vietnam. Ok, vậy thì chúng ta sẽ hiểu là đây chính là một cái phần quan trọng trong cuộc sống của rất nhiều người Việt Nam. Và đấy chính là lý do vì sao chọn đáp án C. Và ở đây các em để cho cô một câu mà cô đã in đậm ở ngay đoạn 1. As a country situated in Asia, where many mysteries and legends originate, Vietnam has also kept various superstitious beliefs about daily activities. Vậy thì câu hỏi, cái câu này ở đoạn cuối đoạn 1 nó trả lời cho cái nguồn gốc tại sao Việt Nam có cái sự mê tín đấy. Đó chính là đi đúng không, là Việt Nam ở trong cái phần của thế giới mà nó có rất là nhiều các cái truyền thuyết huyền thoại nó tồn tại. Chính là cái phần gì nhỉ? Asian đúng không, là Asia, phần châu Á. Ok, vậy thì chúng ta đã trả lời được 2 câu rồi. Và đối với đoạn tiếp theo, number 3 chúng ta có with the following is mentioned as a superstitious belief. Cái nào dưới đây sẽ được đề cập đến trong bài là một trong những cái niềm tin mê tín. Thì chúng ta có đáp án là D. People believe their first guest on the first day of the new year will affect the family prosperity for the whole year. Như vậy thì chúng ta có là họ tin rằng là cái vị khách đầu tiên là có một cái vai trò rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cái tiền tài của toàn bộ năm đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy câu này ở ngay đoạn tiếp theo, many people believe, và đây chính là câu trả lời của chúng ta.
Và đối với câu hỏi cuối cùng, why do people lay food on the altar? They believe that their ancestors will enjoy the meal with them. Và chính câu này nó lại xuất hiện ở trong bài. Chúng ta có đoạn cuối cùng. Lý do tại sao mọi người đặt thức ăn ở trên bàn thờ đúng không nào? Và họ nghĩ rằng là tổ tiên có thể là cùng họ thưởng thức cái bữa ăn đấy. Ok, vậy thì đối với những câu hỏi này thì các em đã hiểu được về hơn về chủ đề mê tín ở Việt Nam đúng không? Vậy thì câu hỏi của cô đặt ra đó là are you a superstitious person? Các em có phải là một người mê tín không? Why not? Tại sao? Đúng không nào? Và hãy đưa cho cô những cái lý do nhé. Hãy thử nghĩ lại bản thân mình xem và thử check lại một số các hoạt động mà cô đã đưa ra ở đầu phần reading, phần đọc của chúng ta. Những cái hoạt động đấy các em thử nghĩ là các em có làm theo như thế không? Ok? Và đừng quên là bài tập cho tiếng.com nhé. Goodbye and see you in the next lesson.